em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô linh sam hạt gạo lá nhỏ nha anh chị. Hạt gạo này lá nhỏ nè. Cái loại này lá nhỏ này đi xa là sẽ bị vàng lá nha anh chị, xuống lá ha. Chị về mình để nguyên vậy, mình tới cái rễ vô nó ra chồng mới nè anh chị, lá mới nè. Dễ sống đó, cái này thuần chậu rồi nha anh chị. Rồi mã số này là mã số H30, cặp đầu tiên ha, cái này em bán một cặp nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi cái này là một cặp mã số H30. Cái này thì cái thân của nó vậy, em khỏi lo, em đo chiều cao thôi nha anh chị. Nè anh chị nhìn giùm em ở cây giết lông ha. Chiều cao của nó là khoảng 25. Mấy cái này một cỡ chậu là khoảng 17. Rồi mã số này là mã số H30, 300.000 cặp này em bao ship. H32. Cái này vận chuyển đi xa có bị vàng lá, chị không cảm nhận hàng giùm em giùm chăm lại ha. Tại cái loại này là vậy nha. Rồi mã số H32. Chiều cao nó là 21. Rồi mã số H32, 300.000. H34. Cái này thì lúc trước em cắt tàn rồi nè, đi ra chồi rồi. Chiều cao của nó là 32. Chị coi to lòng. H34, cặp này 300.000, bao ship toàn quốc nha anh chị. Linh Sam H37. Chiều cao là 25. Rồi mã số H37, 250. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai này là một cốt thân của nó vậy nha anh chị. Đây hoa nè anh chị. Cái này là nó đã tàn rõ hoa rồi, cái này ra hoa thường xuyên ha. Cái này em giới thiệu cặp đầu thì mấy cặp sau anh chị nhìn từ lựa giùm em ha nè. Cây giết lông anh chị nhìn giùm em ha. Cái này gông kia nó đóng màu đen thôi. Cái này thuần chậu rồi nha anh chị. Rồi mã số đầu tiên là mã số H8. H8. Chiều cao của nó là 22. Mấy này chậu tầm 13. Rồi cặp này mã số H8 là 250 em bao ship. Thuần chậu nên chị chỉ sang chậu mình chơi đây ha. H9. Chiều cao nè, không tới gan tay, tầm gan tay thôi nha anh chị. Chiều cao 20. Rồi mã số H này H9 200.000. Mã số H11. Mấy cây này một cốt không nha anh chị. Chiều cao đó là 16. Nhỏ hơn cây Diễn Long. Mã số H11. Cặp này là 200.000. Cái này dạng cây mini á anh chị. H16. Cái này là 3 cây luôn mini nha anh chị. Nè, chị nhìn nó mini nha. Tại trên hình quay gần quay xa anh chị, nên mình nhìn giùm em cái cây Diễn Long nè, nhìn nhỏ hơn ha. Cái này nhỏ rồi, khỏi đo nha. Rồi 3 cây này mã số H16. 3 cây 200.000 em bao ship luôn nha anh chị. Muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về mới hàng nha anh chị. Được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200 ngàn một gói 500 gram này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tận nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. À, nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục, ít rất là lục ha. À, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. Đó. Đó.
chị xem ha, ngọc ngơ luôn, nhẹ nhàng luôn đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen đó. Anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120.000 em bao ship luôn đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với cô chú anh chị là cái loại kéo tỉa, kéo tỉa nha. Hàng này hàng bãi của Đài Loan ha, kéo tỉa Đài Loan. Kéo này là cực kỳ bán đó, em bao hàng như chị nha. Này là kéo bãi nha chị, là kéo cũ á, nhưng mà nó là loại thép đúc nguyên khối như thế này, cán rổ rất là đẹp đó, anh chị có thể xem ha, cán rổ rất là đẹp luôn ha. Đó, đã xử lý mài nhũa trơn rồi nè anh chị, nhìn tờ giấy nha, cắt nè đó, rất là mướt luôn anh chị ơi. Đó, thép đúc nguyên khối, đây là hàng cũ đó nha anh chị, nó không phải như là anh chị mới đòi cây mới cáo 1.000.000 mấy 2.000.000 một cây lận nghe anh chị nha. Này hàng bãi đó chị nè, đó, chất lượng tuyệt vời luôn anh chị ơi, em bảo hành cho anh chị luôn ha. Anh chị nào cứ mở ra xem đó, cắt cành đó, cắt giấy mà nó mượt còn hơn là gì nữa chị nha. Loại kéo tỉa này ha là 180.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình đó. Kéo tỉa Đài Loan hàng bãi nha anh chị đó nè, cán gỗ luôn, anh chị về thường xuyên thay dòng nhớt cho nó là xài là rất là bền luôn, vĩnh viễn luôn á ha. 180.000 một cây em bao ship. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ đó, hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000 đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị, chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị, có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship, một cây là 70.000 đó, em bao ship cho mình nè. Em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha, rất là em bao bán luôn ha. Nè đây anh chị, không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha, đó nè, bao bán luôn đó, cưa lách nha anh chị, đó là những cái lách nhỏ anh chị coi nè, cái mặt cắt nè đó, mướt rượt luôn, mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây đó, mặt cắt rất là phẳng luôn ha. Đây cưa lách rất là bén nha anh chị, chiều dài của cái lưỡi cưa ha tầm khoảng 23 cm anh chị ơi, nè 23 cm em ha, mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm, tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị, ở 23 cm đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa, nhìn gần lại cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha, em bao hàng với chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha, chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đúng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.